Nếu mà các bác bảo là Hảo ơi cho mình có một cái sản phẩm nào đấy nó rất là mạnh nhưng mà giá cả rất là cạnh tranh, rất là rẻ, thì em xin giới thiệu với các bác là các bác đừng quên bỏ qua cái chi tiết thuốc trừ cỏ ba tát cỏ cháy Hồng Hà Nhi các bác nhé. Dịch vụ nông nghiệp 4.0 Trần Văn Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể thấy đằng sau mình đây là những cái thùng thuốc rất là quen thuộc và đang hot nhất trên thị trường, đó là châu rừng đen các bạn nhỉ, còn kia là châu đen các bạn nhé, châu đen. Còn đằng sau mình đây là vua cỏ lưu dẫn Hồng Hà Nhi bà tát. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm làm thế nào để lựa chọn được sản phẩm chất lượng cao, hàng chính hãng, thì mời các bác xem hết video này các bác nhé, và chúng ta cùng vào video các bác ơi. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì trước mặt quý vị các bạn đây đó là thay thế cái dòng ken ken áp úp 400SN châu đen glufosat các bạn nhé. Đấy, nguyên liệu từ Mỹ đấy, lưu dẫn mạnh diệt cỏ tận gốc đấy, đây là cũng của tập đoàn Delta Thụy Sĩ các bác nhé. Vâng, thì dòng này thì xứng danh hàng hiệu các bác này, hiệu quả và an toàn. Đây là hàng của Thụy Sĩ, rất đậm đặc và chất lượng rất là cao. Và thành phần ở đây các bác nhé, các bác để ý này, glufosat ammonium 200g trên lít đấy, cứ có loại nào mà 200g trên lít này em đảm bảo với các bác là cực mạnh luôn, có thể nói là đang là mạnh và hot nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, thế thì hầu hết là trước giờ nếu mà chưa sản phẩm này ra đời thì các bác đang dùng cái loại thuốc cũ đúng không ạ? Thuốc cũ thì là 400SN đấy. Đấy, 400SN đấy các bác này. Thì sản phẩm nào mà người ta sau khi mà cái sản phẩm này nó chấm dứt, nó không còn lưu hành trên thị trường thì người ta mong muốn là có một cái sản phẩm nào đấy thay thế được cái dòng mạnh như thuốc ngày xưa, thì báo cáo với các bác đây là sản phẩm là thay thế nhá các bác nhá. Ba tát cỏ cháy Hồng Hà Nhi này. Nó thay thế cái dòng ken úp 480SN ngày xưa. Đấy, cho nên là các bác sẽ thấy rằng là nó lưu dẫn rất là mạnh các bác nhá. Diệt cỏ thì tận rễ. Vâng. Thế thì mình sử dụng như thế nào các bác? Cây trồng thì chúng ta người ta đăng ký là có cao su và cà phê. Đối tượng là cỏ dại các bạn. Liều lượng thì các bác pha cho em cứ 200ml các bác nhá. 200ml cho bình 20 lít nước. Đấy, lượng nước phun cần là 500 đến 60 lít trên hecta, nghĩa là khoảng 30 bình đeo vai các bác nhé. Như vậy là nó mới đảm bảo phun kỹ đi chậm và cỏ chết rất là đẹp. Đấy, bao nhiêu con số các bác mà đang quan tâm đến sản phẩm nào mà thay thế cái thuốc cỏ ngày xưa ấy, cái thuốc mà lưu dẫn cực mạnh ngày xưa ấy, thì các bác hãy có quan tâm đến cái sản phẩm này nhé các bác nhé. Ba tát 200SN cỏ cháy Hồng Hà Nhi. Vâng. Đấy, thì giá bán thì nó rất là mềm các bác nhé. Cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0976875413. Đấy, sản phẩm nào bên nhà em là cũng có cái tem tem chống hàng giả hàng nhái đây các bác này. Đấy, để cho các bác thấy rằng là riêng của sản Delta Thụy Sĩ là nó có cái ưu điểm như vậy, để các công ty khác, các đối tượng khác nó không có nguy cơ hội để nó làm giả các bác nhé. Cho nên nó được đảm bảo chất lượng như các bác. Và các bác liên hệ với Trần Văn Hảo thì các bác càng yên tâm hơn, hàng nhà em thì toàn hàng chính hãng. Vâng. Đấy. Như vậy là các bác cần cái sản phẩm này thì các bác có thể chụp màn hình nhá, chụp màn hình và đi ra địa phương mua. Còn nếu mà không, các bác không có thì chịu khó chờ em trong 2-3 ngày, gần thì trong tỉnh thì 1 ngày, ở ngoài tỉnh Gia Lai, Kon Tum thì các bác 2 ngày. Đấy, còn ngoài ra thì các bác chỉ cần 3-4 ngày, chậm nhất là 5 ngày là hàng sẽ về tới nhà các bác. Đấy, rất là nhanh và gọn và hàng chất lượng cao cho các bác. Vâng, bao nhiêu con số các bác mà muốn mua sản phẩm này thì nhanh tay điện thoại cho em theo số điện thoại 097 nhá, 6875413, hoặc số điện thoại của vợ em. Đấy, vợ em là người đang đang đi các bạn này. Đấy, đang đi ship hàng cho các bác đấy. Đấy. Đấy là vợ của em thì đang sở hữu cái số điện thoại 035 25 23 778. Đấy. Thì hai vợ chồng em đều có nhạc của Trần Văn Hảo hết, nhạc thương hiệu hết. Thì các bác cứ yên tâm để mua được những hàng tốt nhất. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu bạn thấy hay thì cho mình một like, mà chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Để những video tiếp theo mình làm thì mình làm được theo đúng chủ đề của các bác và có cái thông báo tới tận điện thoại cho các bác. Ok, Trần Văn Hảo xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.